Rồi, ba anh em Vin chào cả nhà nha. Cả nhà. Cả nhà. Cả nhà đây là một cái dụng cụ mới của anh em Vin này cả nhà. Chiếc composite anh em Vin mới mua nè. Mà sáng giờ chạy vòng đi để đi mò đi gì? Đi săn chuột. Mà Bắt ở ngoài đây cái bận cái nhà nó xa mấy bờ quá, không có hang chuột gì trơn. Anh em bên thiện ngang thấy cái bãi này thấy ngon quá, xuống mò tôm chơi. Thử coi kết quả ra sao. Có bọn này chú hả? Có không? Có bọn. Mấy sông mà con thì sông lớn mà. Nè, đây là cái bãi mà người ta ấy với cái nhà có đá rồi, có cọc rồi nữa nè. Thấy, thấy, cẩn thận nha, đưa muôn trơn lắm á. Nè cái nhà, à, mấy cọc này nè. Thấy, thấy cũng được lắm à, mùa nãy mấy, không phải mùa tôm mà anh em Vin. Không biết sao, bây giờ chuột không có. Sao nghe cái xe số vậy? Xe con. À, đúng rồi. Ở nhà. Này đi với cái này là kêu bằng gì ta? Chiếc composite. Composite. Một cái chiếc mới của anh em Vin. Để coi hôm nay cái thành quả sao nha. Coi chẳng chui vô kẹt hết. Từ từ, nó nằm trong bàn đá trong đâu. Đá. Là có hèn. Ấy da. Cái gì vậy? Ấy da, dưới này. Ui bự 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 cái nhà ơi. Xác khẩu, xác khẩu. Vô. Nè nè mày hả bự. Còn con cái nhà ơi. Được rồi, có tương lai rồi, có tương lai rồi cái nhà ơi. Đây một em. Ai da, ai da. Em nữa. Đây này cái nhà. Kẹp lại đi con. Ôi con chơi với cục gạch này cái nhà. Ôi. Để coi nè. Ở chét luôn nè. Ở nó lên tới đây luôn nè. Quá đã lắm. Hèn xôi vô hay nhìn đã lắm. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Đi xôi xôi cua á, xôi mà cua gạch á. Dạ. Mình xôi cục gạch nó đỡ chét luôn. Xôi cái đèn gì hả chú à? Vô, vô rồi. Này bữa này búng ra ngoài em ta. Minh Minh. Dạ. Con bẻ cái tà chào. Đúng rồi chị. Bỏ vô đi. Để thôi búng dặn ra ngoài xong luôn à. Dặn luôn á. Vậy là cái là mất luôn, nghỉ chơi luôn. Nè. Nãy giờ hai đầu đầu dưới nè, em bắt được nhiêu đây nè. Mà tôm cái tôm bự. Tôm nhỏ nhỏ luôn mà. Cái này. À, cầm từ từ nha, cái dựng gớt nha. Từ từ, từ từ. Cái gì, khoan từ từ. Chú Kha đang khoe, chú Kha đang khoe. Trời ơi, từ nãy giờ biết. Từ nãy giờ ở đây bắt tôm nhỏ mà. Rồi hay bỏ vô giỏ em nha. Ờ, tôm này mà đi câu thì thôi, khỏi phải nấu luôn cái nhà. Ờ, cá sủ, cá sủ. Cá sủ kêu. Cá sủ kêu. Đã luôn cái nhà ơi. Gì vậy cô Minh? Con lộn được cái kẹt, con lộn được cái kẹt nó rồi. Đâu? Rồi. Cái tiền thôn của chú Huynh. Nhìn theo gì á? Ở kẹt này con mình đi lộn cái gì rồi? Rồi, con tôm. Tôm lột cái gì rồi? Ôi lột. Ê, con tôm lột cái nhà ơi. Con tôm lột mà. Con tôm lột mà cô Minh nắm cái càng kéo. Con béo coi nó béo con tôm nè. Lên xèo luôn mà. Nó mẹo có biết con lấy con béo kẹn. Ở đây cái ghế bận quá tao luôn. Ừ, mà nó nằm tông. Tôm tôm lột này cái nhà nó rất là mềm luôn. Này chắc nó mới lột quá. Nó còn sống nữa nha không? Mày hả mày? Cái gì ta? Ừ, con tôm đã quá. Mày lột mình xèo luôn, con tôm này là chấm một cái là làm hết luôn cái nhà. Nó kẹp lục bình. À, con tôm thằng Minh hồi nãy là cái gạch không bằng con tôm em đâu nha nè. Con tôm gạch đang lùi luôn. Nhìn muốn xỉu luôn không? Quá đã luôn. Ôi thôi. Nè gạch này hả? Lùi luôn á. Thôi vô gỗ, vô gỗ, vô gỗ. Con tôm này. Chú Kha có làm được con tôm bự nghe Minh? Con nắm đi. Lôi ra luôn hả? Lôi ra luôn. Càng nhỏ lôi ra cái này. Này. À tông, à tông mé ghế lục bình cũng có nữa. Dạ. Để cái mình đi từng từng với kia cái. Con tôm bé con tôm mà của Minh này nó đen hơn. Đây luôn. Đặc sản dùng sông nước có ốc dừa nè. Ốc dừa nước. Ơi. Con nghe nói ốc dừa đỏ gì mới ăn được với chú Kha, giống này sên không à? Ai biết đâu chứ. Không biết luôn, không biết luôn. Không biết mình không biết mình nói người ta cười chết. Đó con cái chân em đụng rồi mà nó chạy rồi. Không được. Nó bò chết. Mà không nhận mấy con nhỏ nó bu xong cái mấy cây này lừ luôn ha. Nhỏ ní này. Chứ mà không phải bùa cái đó mà cũng tôm cũng nhiều chứ. Ở sông lúc nào cũng tôm mà. Sông tôm cá. Ừ. Ý ý mày mày em đạp một con chưa tao đây nè chú Yên, chưa tao đây chú Yên. Em đạp chân túng chân con nè nè. Giờ được một con rồi cái nhà. Đây được chưa Vin? Nó nằm trong đây nè. Còn con này gấp em gấp lên cái lấy chân gấp lên chắc bể bình luôn á. Bể đầu luôn á. Lặn xuống. Tôi. Nằm trong kẹt. Đạp đó. Đây, tông ống luôn. Đè đầu đạp nhỏ gần chết luôn. Em. Tao nhỏ nó chưa đây nè. Tông cái này còn cái kẹt nữa nè. Còn nào nữa không?
Hé em không thấy. Em bắt được con nhỏ. Vương không? Tôm chú Minh ơi, tôm chú Minh ơi. Chú Minh là được con nữa này cái nhà. Hay quá, hay quá. Nước bây giờ thì cũng đạn nó hơi nhẫn, nó còn cao nước lắm kìa. Cái nước mùa này nó không có có cạn được. Chú Minh là được con này cái nhà. Con này gạch đỏ nè. Gạch đỏ người ta kêu bằng gạch gì cái nhà mình đừng cho bên biết nha. Chứ hôm bữa giờ ăn tôm con cô kêu gạch đỏ cứng không biết gạch gì hết trơn á. Đó, giục nón rồi. Còn không con? Không? À, bằng tôm bao giờ phải không? Có bằng tôm nè. Ừ, bằng tôm rồi cái nha. Này cô béo ơi. Cưng cưng cầm con tôm rồi giùm luôn đi béo. Nè. Nhìn lên cho cái nhà kia dạ. Đi nói gì nữa con tôm thành không đậu kìa. Trời kì. Ý, chú Khải rồi nha. Trời kìa cái nhà nữa. Đây. Chụp đầu để vô kha, để vô kha ghi bàn cho. Nó mà từ nãy giờ nó chui vô. Đây. Quơn quơn chào cả nhà đi con. Đây cái kè nhìn thấy ghét không? Không à. Con coi chuyển kẹo chưa nè. Vô. Bé con lại đậu này coi. Có cái đồ đẩy máy làm cái hao cũng có lý ha. Sáng đi ấy mà lại đậu đi. Có không? Dạ. Tụi mình thương con của mình cười quá trời cười luôn. Dạ. Con tôm mà con tôm này con tôm câu cá nhé. Thôi được rồi cá nhé. Ừ. Rồi. Có được rồi chú Việt Kha. Chờ xíu. Đúng rồi. Đó. Chú Bình kêu chờ xíu rồi đó. Rồi chú Kha biết có hiện tượng rồi đó. Đè mình. Ôi. Hai con luôn. Cái tôm này sao mùa này gặp nhiều ta. Hay là hôm nào cũng đen lũi ta. Hay là nó ăn nhiều quá, cái đầu nó đen. Cái cục cái cục không minh nằm tới đầu hả? Vô. Ở nước chậm quá. Nước chậm quá. Ây da. Dính gì con. Ồ. Nhỏ chứ nè. Nó nhỏ mà, này mùa này tôm vậy không? Vô vô mọi tao mới bự. Chú Yên nó mất tiêu rồi. Ôi. Không. Nó vừa lỗ mũi rồi. Cho em cháu chút xíu. Ồ. Con này con cá ngát này luôn chú Yên. Nè nè em con cá ngát con không biết nè. Tại giờ vô mùa này mà mò được tôm nhỏ này nên em bị bắt rồi chứ. Vô mùa tôm nhiều là thả nó đi. Thả lại mốt nó rồi. Ủa vậy nữa? Tôm nhỏ rồi con. Tôm nhỏ chưa? Chút. Thôi gì cũng mới đây. Thôi với cái nhà. Từ nay coi tôm chút biết. Mình qua từ nãy giờ có anh em pin nè. Không biết được cứ với mấy con. Được có mấy con vừa vừa ra. Rồi rồi. Từ nãy giờ bị nó xì quá tài. Mấy anh em. Đi xuống dưới hầm trước hà ấy. Xuống dưới hà, lên xe có được con nào đó. Này được chọc con, có mấy con tép nhỏ nữa. Dạ. Vậy, vậy. Đi rồi. Cái này tắt gì, biến chơi đi. Này tắt con bên bắt, chiếc ngay quá. Con bắt. Mới đây, tới bị bẹp, bay hai ba con luôn. Béo đi chứ, mới mò được con nào không? Dạ. Nãy mò dưới được con nào? Mò được mấy con nhỏ nhỏ à? Ờ, xong vô. Ui, ui. Cái này chắc hơi ói luôn á. Xay sống thì sống. Trời, hôm nay em như đây cũng ngon ngon rồi cái nha. Dài chút xíu chạy về kiếm mua dài tới bằng gì nấu rồi nấu chua hấp cho nó ra nước bớt. Ok. Rồi lên đi, bé về sao đi. Hay lên được phải không? Ừ. Đúng được chứ bộ. Thôi coi chừng. Là mừng lắm rồi đó. Cái này có đám bằng này thấy cái bự quá chừng luôn nè hai anh em. Đó. Ồ, có thấy mình chín kìa. Thấy mình chín mình. Hay đái ngoài luôn rồi mình. Từ từ để chú Vinh nhẹ cho chú Vinh quay chứ. Ủa tao đang đái chín à. Nè, tới đó, đái bự đó chín đó. Đây rồi chú Vinh coi. Chín không? Nè, bao chín. Đây này cái nhà chín ngon lành luôn nha. Cái này nó bao chua luôn á. Ui trời. Thấy hèm chưa, thấy hèm chưa? Mềm mềm không? Chưa chín nha. Cái này mới mềm tay luôn. Chắc là thấy chín dữ rồi, chắc béo còn ở trên cây béo hái à. Nó rớt con teo rồi. Mấy vừa không nè.
hai cái kim tay này bóp bóp mềm mềm á, hai anh em hai con đang tái luôn. Dạ con thấy con thấy ờ à, coi cái nhà cao bằng tái quá tài luôn, coi chừng ống nha. Để chờ để chờ còn tái này mềm mềm á, còn mấy thì chè tới chứ nữa, có tái này là ngon nhất luôn nè cả nhà. Ờ nước to lên không sao, nước to lên đèn to lên rồi đẩy đầu ra con. Ờ con tái tên đầu chứ Win nè. Đâu tái chính không? Không chính, cái này hâm kim luôn rồi, không chính luôn nè. Đặt vô không? Ồ chính nha. Chính chính á, nấu lẩu ăn nó mới thơm. Ui da vậy chứ hả? Kiến cắn quỷ hồn hết hồn, tưởng nào ông quánh chứ, tưởng tới ông chuyện nó hồi dây chứ. Em nhìn về tới nhà cái nha, để chú ba lấy gậu đổ ra. Vâng. Hơn hai ngày có cái gậu đó mò được mấy con tôm ha, không phải là mấy anh em mình bữa nay xong rồi. Xong rồi. Em đổ tôm ra. Không có chuột mình có tôm. Giờ anh em mình bỏ ngăn mát đi tắm rửa cái ngơi xíu rồi anh em mình sẽ xử nữa nha. Con ngon lên, con ngon. Dạ. Ừ. Rồi, cho tụi mát ha. Ừ, cho giờ tụi mát đi. Được không? Được đi mới bận nữa cái nha. Ừ, mới bận xin tái vừa này nữa. Ôi còn gì bạn. Thôi giờ tắm rửa đi con ơi. Nghỉ ngơi xíu rồi xử nó. Anh em bên đi hái một ít keo nha cái nha. Về làm cái lẩu tôm lẩu tôm nấu té bằng. Nó té bằng. Dòng uống cái gì, dòng uống đây cũng ngon ngon ghê nè. Anh em pin đừng dòng dòng chứ mấy cái đỏ nào mà nó ngon á. Hái một ít. Nhìn cũng ơi. Nhớ bị nóng đi thôi. Thôi mình kia kiếm một cây chuối nữa cái nha. Chuối cây nữa. Chuối cây ăn lẩu chua ngon quá. Lẩu chuối ăn bắp chuối không mà ăn được một hai cái cây chuối rồi thấy nó ngon ghê á. Bữa nay vô này không phải mùa của con tôm mà anh em mình mò được như đó là cũng hay lắm rồi đó. Rồi. Cũng hên lắm rồi đó. Cặp đầu mua người cười đã luôn. Bà đầu cũng muốn quá ngon luôn nữa nha. Nó ở dưới nước nó non hơn ở trên. Ở dưới nước có mặt nó chui. Ừ. Dạng nó không có thiếu nước. Ngon lắm nha. Ở đây nó còn ngon xèo luôn. Bé cốc cốc luôn nè chú. Ừ. Có thấy ngắn ngắn thôi, không cần dài đâu cô Minh. Vừa mình ăn vừa mình rửa rồi lại cái là mình ăn lẩu luôn. Ok. Không cần đặt lại. Yếu nè. Ừ, quá tài luôn cái nhà ơi. Ừ. Mở giờ chú cháu mình gì chú ơi. Quay phim là có mục đích luôn á, em xin chị hai trái nha. Vì hơi em chắc cái chuối chứ gì. Xin hai trái thì lỡ cắt ba trái hả? Mẹ ơi, lỡ ba trái không sao á. Ba trái được rồi. Chú này cái chú sát nè cái nhà. Mình sáng xin cây chuối nè. Chúng đậu ăn cho nó ngon. Còn sáng được không? Được rồi, để chú Vin. Để chú Vin. Công dao mà con trắng cái công dao luôn. Ở coi chừng cái tổ với chú Vin. Cái thằng mình muốn á. Dạ. Nóng nhẹ. Gặp nè. Ồ. Tức tay bè bẹt luôn. Nó chưa đỏ, nó chưa đỏ. Chưa có đỏ thôi. Ở dưới không? Dạ. Mình đừng nói tên chứ. Mấy cái củ chuối như này cái nhà là cái gì kia bằng cái củ tối á. Cái nhà nếu mà sắc nhiều mình ăn lẩu rất ngon nha. Nhưng mà mình ăn da mình đụng gỏi thì ăn nó không ngon bằng. Nhưng mà cái nhà nấu lẩu á, ăn cái củ tối này ăn ngon lắm. Giòn hay. Ừ, giòn lắm. Hồi nãy là bên sắn nó hơi bị nó hút tay vậy. Cái củ tối này ăn hơi hai anh em ăn thử cái miếng đó coi. Ngon lắm, nó giòn. Giòn yeah. Muốn ăn gạo thơm thì hay gạo thơm đó à. Lúc trước thì mấy thầy trò ăn toàn là bắp chuối không à, chắc nay hết đổ bắp chuối nên cái nhà làm chuyển qua ăn chuối cây gì nữa. Bụng đang yếu nha. Này đứa bài quên rồi, chứ này đang yếu nữa. Này thì chú ăn chuối cây thôi. Chú ăn chuối cây thôi. Để con chú Huy ăn con muốn nha. Nhưng mà cây chuối nó ngon quá không.
Rồi chú Bình cầu mấy tay. Dạ. Cầu mấy tay? Cách hai tay. Rồi chú Bình ba tay. Cầu có năm tới hết mới chia hai được cái nhà. Này vừa cắt keo thơm á, thôi mình ăn cái mình bỏ vô. Vô chung với mấy tết nữa. Đây là cũng lâu lắm rồi anh em mình mới đi xong rồi luôn á. Lâu dữ lắm luôn á. Nhìn dĩa rau với dĩa tôm rồi bắt đầu quay tới lại cái dĩa bần á chảy lắm miếng. Căng. Cái mấy tới bần này là nó chưa chín béo chưa tới cái gì á. Dạ. Chứ nãy ba tới bần chín thơm dữ dằn luôn á. Nghe mùi chịu không luôn á. Đây bữa ăn hôm nay anh em mình chỉ có mới thơm, cái này không biết được nhiêu nữa. Cái này này gạo, cái này chút xíu vớt hay sao nha cái nhà. Giờ mình cho nó lên bếp. Không còn tới bần. Dắt dắt dắt. Ngon nha. Khỏi dắt chắc không gửi. Chắc nhìn xấu lắm. Biết là thăm nước mà chắc nó xấu lắm. Chút xíu nó đã xấu rồi. À nó gọt, gọt đi. Tối đi rồi à. Hả? Ừ. Lẹ lẹ đi chú Minh, lẹ đi con. Mấy bỏ qua cứu chú Minh cái lẩu kinh ra đây chú Minh. Cái đầu nước nước ấy á. Bằng. Bằng á. Làm chua tái luôn mấy chú Minh. Thôi ra đi con, để cái chổi con ta đây. Rồi. Xèo xèo lên lửa luôn. Từ từ. Rồi chắc cái nữa đi. Cái nữa đi con. Được nhiêu được, còn nhiêu để lại đi. Rồi. Lỡ nó chua quá. Đường nhiều à. Hết đường. Bột ngọt nè. Con thấy bột ngọt nè. Có là nước mắm luôn nè. Là nước mắm chuyên nghiệp luôn hả? Nước mắm mặn mà không chuyên nghiệp, tôi nghỉ chơi luôn á. Rồi. Còn mấy đường nữa đi. Chú Bình lấy cái nắp nước mắm để bột ngọt. Còn có tài năng rồi đó. Cái giống chú hàng chú rồi đó. Đây là mối tôm mới béo mặn rồi nè cái nha. Nó mới dọn nha. Được, hơi cái này mà ăn còn tôm lọt đủ tiền. Tôm lọt. Ồ, để vô cái đỏ liền ha. Ừ, tôm mà. Nó sâu lên cái tôm nhìn lại cái nửa cái mình cho ra nồi lẩu. Con một con nồi lẩu bằng tôm. Câu con bự con nhỏ, tôm lum hết trơn. Đơn em. Không biết tại cha hay bỏ ra thơm như lúc này. Cho nó con tôm mới thơm. Đúng. Con tôm mới thơm quá nha. Cái gì cũng phải thơm chứ. Em vớt tôm bự ra trước đây. Có một con tôm lọc, con nó bự nhất. Đâu rồi. Đây nè. Ủa không phải. Đây nè. Hơi ăn con tôm thì thôi đủ tiền luôn á. Con tôm lọc có màu đẹp quá ha. Ừ. Nó tươi. Con này có rau nữa. Con này có rau thì gì, dùng gấp nó ra. Súp bì chè mày. Dớt. Mấy cái này thì mình sẽ dùng giật bên dớt. Trời ơi, nhiều chứ. Trời to mình làm lẩu, nồi lẩu như vậy là thấy kiểu tôi nữa. Trời ơi, khối, kêu còn nồi nữa. Rồi. Thôi khỏi. Mình nấu cái nước còn nước bằng cái đầu cái nước nó lên ha. Ừ. Cái cơm có bằng. Bằng lúc nào cũng vậy đó. Dạ. Như tôi đầy cống luôn. Một buổi chiều mát mẻ cùng một cái lẩu tôm nấu bằng. Ba anh em Vinh mời cả nhà ăn lẩu cùng ba anh em Vinh nha. Mời cả nhà. Có mời cả nhà. Rồi. Được. Rồi. Cái mình thằng Tình đứa ấy không uống nước chưa? Hấp dẫn. Con tôm này. Đây cho mình làm con tôm tối luôn này cái nè. Để chú Vinh con này, để chú Vinh con này gạch nhiều không? Không biết, con thui ghê chú Vinh mới biết, giờ nó tắn rồi chú Vinh không biết. Ồ. Cô Minh, quế con cái cục gạch nè. Ý. Bẻ cục gạch đó, cho cái nhà xem nè. Dở cái miếng tên thôi con. Ờ. Cái gì luôn. Tại ơi. Cái gì con gần nè. Đúng rồi. Đấy luôn. Đúng là tôm sông có khác hay ha. Ừ, gần rửa tay rồi bóc bỏ miệng luôn nè nữa bóc cục gạch thôi. Thôi con thôi, chấm miếng nước miếng mắm. Trời ơi té xỉu cô Minh luôn. Quá trời quá đất, lên ga lên bếp đi béo. Dạ. Lên bếp lớn này đi.
Đây em cái này em về. Ừ, còn nha, coi nha. Cho chú Bình mượn cái nha. Cái cục gạch nè. Cục gạch tôm quá đã luôn cái nha. Còn nữa hả? Còn gạch nữa ha. Quá đã. Thôi trải con này. Lên lửa đại đi. Sướng sướng. Vô, bỏ cây chú bỏ vô. Nhúng đầu vô, nhúng vô. Tôm cũng là con tôm đi. Ăn ngon mấy vô hả? Đâu. Ô tôm em không có gạch rồi. Tôm này tôm em có tấn. Nó có gạch, nó có tấn. Không có gạch, để lên ra lại nha. Cho cái nồi lẩu của mình nó sôi lên cho. Dạ. Chú ba. Cái cục gì đó đỏ chú ba. Cái gì biết không cái kìa hả mày. Cái này nó cũng có cục đỏ đỏ nè. Cái lá bần thì ăn rất là thơm luôn. Cái này nó chua nó thơm hết ghê luôn. Bên xe bóc con này. Bẻ bẻ giùm chú Bình ơi. Đây, em đã hoàn thành một con tôm. Chú Bình được con tôm luôn. Đây, giờ chú Bình này. Mình con lòng bẻ cái vòng dưới giùm chú Bình hai bẻ. Lấy cục gạch cho chú Bình. Trời quá. Sao tay con hơi nó dạ. Bẻ cục gạch cho cái nhà xem. Cái này coi cục gạch tôm nó đỏ. Ngon quá chừng luôn cả nhà. Biết là ăn gạch đó ấy chứ mà phải lụm một cái mới được cho nó ngon. Để nhìn cục gạch của em nè, cục gạch em đang xì luôn. Này có dễ chứ nè. Cục thông minh của con tôm. Để một xíu thò lại nè. Rất là trong luôn. Chúng ta thấy con lộn tôm kìa không? Còn cũng có nè. Ơi nó giòn. Nó dai, nó vừa chín, nó ngon, nó không có khô, nó không có cứng. Hỏi cả nhà coi gạch đó gạch gì. Lọc, cái này cũng béo. Để con béo. Ngại quá chú Bình nói chứ, chú Bình thấy mà. Làm sao mấy được. Ôi. Cái cục gạch thì bà to thế. Cái đầu gạch là thấy hết. Dễ thấy lắm con. Đây. Nè chú Bình, con này nhìn là thấy liền nè chú Bình. Trời, con lượm luôn em chú Bình. Ở cục gạch nè. Phê. Nữa cái nhà ơi. Chấm cái. Ôi, cục gạch. Lâu lắm rồi thôi ăn tôm thấy ba anh em mình vui hết tại đó. Con có gạch này chú ha. Đây của mình con tôm. Kiểu này mình còn đi xong dài 21 thế nào cũng có tôm thôi. Đó. Giờ cũng là tháng 7 tháng 8 rồi, cũng gần tới ôi coi của mình kìa. Nó cắn cái đầu tôm phải chung xuống thiệt chứ. Gạch hiểu ha. Gạch gì vậy? Đây con cạp nhìn chú ha. Cạp mấy con phần này đi. Trời coi nè. Bim sẽ làm một cái đoạn cuối của cái cục gạch trung tâm của Bim nữa nha cả nhà. Béo ơi, ngon quá béo ơi. Cục gạch ăn cái giòn giòn đã ha. Dạ đúng rồi. Nó dẻo. Mà nó béo hơi ghê mà. Cái gạch cua nó ăn nó bọc hơn nếu mà mình không kết luộc chín quá. Em ăn bắp chuối cho. Em không ăn rau muống đâu. Ok. Em nghe lời hai là em ăn bắp chuối nha. Đúng. Để ăn bắp chuối đi. Em vớt cà phụ cho. Để đây ăn hơi nguội cho dễ lụm chứ những gì cái nha. Mấy mình ở đây ở sông nước mà ở cũng khỏe hay ha. Chịu khó là có à. Bây giờ hai anh em nói con tôm này có gạch không? Con tôm lộn nè. Tôm lộn. Dạ, con tôm lộn chứ con nghĩ chắc không có đâu. Đó, chú Bình bắt tôm lộn cũng hay có gạch lắm đó nha. Để con cua nó thử. Mình tắt lên nha. Ô gạch thấy rồi, đừng khu nữa của mình nè. Ăn đi con, chút xíu nó bẻ cái đầu cho con nó quỵ. Tại cô béo này bụng yếu, cái nhà cô béo cũng không dám ăn gạch nhiều. Cho cô béo ăn thịt. Em ăn thịt tôm chứ. Cô béo ăn thịt đi rồi cô Minh ăn gạch. Chú Bình ăn rau muống. Mày ồ luôn đi. Chơi gì dạo này cứ vợ cái sao nó yếu dữ người ta. Sao lực nhiều quá nha. Yếu dữ người ta. Bụng yếu tại luôn ta. Cái tôm mà không có gì ngon bằng cái luộc mà vừa chín á. Không biết tôm gì. Vừa chín thôi cái thịt tôm nó vừa mềm mà nó vừa ngọt. Ăn hiếp mát luôn. Tôm nuôi tôm gì thì cái chất lượng nó khác ấy, nhưng mà mình luộc cũng biết đường vừa đúng á, nó ngon á. Đúng là tôm xong ăn có khác mà hai ha. Chừng chừng. Con này con ghe lóc nữa rồi. Bóc đại đi con. Cái này hồi đó mình chiếc ghe mình ra được sông lớn là mình đi câu tôm đã luôn. Ôi mấy nó bù mấy ngay vô hả? Mấy bè. Hoặc là mấy bè hay là mấy trụ cầu á. Nhất là cái gì? Hôm bữa anh em mình đi lên thấy mà cái chú câu ngay cầu Ba Lai mình câu mấy trụ cũng dính tôm bự không á. Dạ đúng rồi. Con ngon.
cái ghe kia tại cái độ bồng bềnh nó bự quá cái nhà ơi, pin mấy anh em pin nó không dám mấy, nó đánh là lật nghe à. Nó dài không? Cụ tối, cụ tối. Cụ tối bắp chua cụ chuối. Bé ăn thử coi nó giòn không? Giòn không? Ăn lẩu là ăn cái cụ tối con mới nha. Đúng rồi. Còn mày tổng gỏi á thì ăn cái thân thôi, cái này thì mình thấy nó hơi chát, nó chát dữ. Này của mình cho thử ăn thử nữa của mình. Cái nó hơi chát quá. Để còn miếng này chú. Tao để khám mà có con tôm nè, có này thôi, bên ăn con tôm nhỏ này nha. Con tôm đúng rồi này. Thôi con lột. Cái lẩu bằng húp nước đá. Ừ. Vậy đó, con ha, anh nước rồi. Mới mốt cái anh em mình cứ quyết định đi đi ra mà sao mà bắt cái gì mà muốn hàng lẩu với hai bằng nó lộn hết rồi ta. Đúng rồi. Làm được bằng chính thì nấu cho nó thơm dữ, còn không có thì giữ mấy bằng già. Để nước mà nó giật xuống nó vô hàng. Cái bằng nó gụn chứ nó dính xíu thành á. Lộn nó mới được. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì cái bằng chính nó thơm lắm cả nhà, còn cái bằng sống thì ăn nó cái vị chát nhiều hơn, nó không có thơm. Nó vẫn chua. Nhưng mà nó cái dạng mà nó như nó không có mùi thơm. Cái mùi thơm của bằng nó không có. Còn nghe nói có cái bằng gì đóng hộp nữa á. Nó có bằng. Dạ đúng rồi. Bằng. Mà có cái ấy không à. Bằng đóng hộp. Nay mình có đồ chơi mới rồi, bắt đầu mình đi 11 mình hỏi liên hệ bác Út cái còn ở đâu á, bác Út chỉ mình đi vô mấy bãi bắt cá chứ. Đúng. Cô béo đi. Thôi em không ăn nữa đâu ha. Ăn đi. Nè của mình con húp cái đầu của mình. Dạ. Cái đầu ngon nè. Rồi, chiều quay lại. Cái sừng nó chiều rồi. Cái gì? Thôi. Con đừng có cái con nút một cái đi mình. Cho nút đi để nó chảy ra gạch. Con có thích ăn gạch không? Con nói chú Bình để chú Bình dễ dễ biết xử. Dạ chứ. Béo quá. Nút cái gạch nước thì cứ nút một cái thì tính gì tính. Chứ đợi một hồi cái nó chảy ra chén á. Nó hòa ẩn với nước lẩu rồi nó không còn gì béo cứ ngọt cứ ấy nữa. Hồi đó giờ hai anh em biết chú Bin mà hay thích ăn con gì lọc nhất không? Con ba khía. Ba khía lọc, ba khía ở biển hả? À, ba khía nước mặn mình á. Ừ. Cái dùng nước mặn thì mắm ba khía, con ba khía đó. Nè. Mà lọt nha. Ăn nguyên con luôn. Thôi lọt hả? Thôi bỏ vậy hả? Luộc nước dừa, chấm một cái rồi, trời ơi nó ngọt. Luộc thôi cũng được nữa. Ừ. Đại hồi lúc trước là ăn luộc chứ không phải luộc nước dừa. Luộc không? Ừ, luộc vậy thôi, chấm muối tiêu, dứt. Vậy mai mốt mình có đi biển rồi xác định là đi bắt ba khía của mình lặn thì mấy cái dừa bỏ cái cốc xe nha. Không, mình đúng rồi, đi biển thì cái đó thường hay vô đập á, xe bắt mấy cái đó. À. Đập qua là mấy nhóm mình chở tướng mình đi về dưới gì đó. Dạ. Đi bên đại đó. Dạ. Đi ghe á. Còn mà ở ngoài biển chắc hay nghĩ chắc không có, vô gừng gì gừng nước đồ này vô vuông mới có nó chứ. À. Đúng không? Chưa có cây mắm đâu không? Đúng rồi. Rồi tướng còn không chưa khai đi chứ anh nhá. Ừ. Con chậm ba khía á. Đúng rồi. Nãy nhanh lắm mấy chú Bình. Cắt giùm chú Bình 2-3 gạo nước coi. Nó ăn mì không? Ăn cao. Cao quá. Nước này húp rồi, tới bến rồi đã. Lấy rửa luôn cô ép. Dạ. Hết gạo rồi, hết gạo rồi. Hết gạo. Chuối còn bộ ngon à. Rau muống cũng còn bộ ngon à. Rau muống thích rau muống rồi. Để người muốn có rau muống thì rau muống đây. Bỏ vô. Ngay tề tông xanh quá chứ kìa. Tông xanh hả? Mà không có gió. Mà hôi quá. Thôi là bình thường. Ngâm nước đó, nó còn về nó còn hôi quá là không. Các bạn lẩu nóng nóng rồi. Chú Bình thấy một con tôm có gạch. Thơm có gạch thì bị không biết cái do nước hay do con tôm hay gì không biết, nhưng mà tôm nhỏ nó vẫn có gạch. Nghe cái nha, nè gạch nè. Tôm nhỏ vẫn có gạch.
mà con không có nào mà gặp gì ta. Gạch đỏ, gạch tôm. Gạch tôm. Câu chuyện gạch tống. Gạch tống ăn. Gạch tống không? Ăn hai loại luôn á. Ăn ăn cái gì mày mấy mũi luôn. What? Thôi, trên cái béo vớt kèo béo cho này vô luôn nè. Dạ dạ. Thầy có sẵn cái đậu ngọt. Ngày hôm hết thì chúng mình ăn tiếp. Mới khỏi bắt bê cầm bắt bếp. Mình nó gình béo rồi. Gình gì vào lên thổi nó đi. Ngắm cái cổ lên. Con để cho để, nghe. Để chú khai xong đi con rồi chú khai khỏi đi luôn cho nó gọn. Không có tay chân. Đùm lum. Thôi, anh em mình tạm biệt cái này nha. Các bạn cái nhà. Ngay cái nhà sẽ có những chuyến đi xong đó nha. Bây giờ anh em bên có cái phương tiện rất là dễ di chuyển luôn. Em. Cô bên nó hay lắm. Mày không dẫn cái nhà đi câu nữa. Cái ghe nhỏ này anh em bên đi ra. Xong mình là sông tiền đúng không? Dạ đúng rồi. Băng trên sông tiền rồi chắc bên nghĩ là sẽ dễ đi qua mấy cái bè á. Sẽ có bên nghĩ là sẽ có câu được cá lớn và cá lại cho cái nhà xe. Còn lúc trước anh em bên xí quăng quẳng đây. Cá Úc, chỉ cá có cái ngát với cá Úc. Cá ngát phải lợi vô mùa nữa chứ mới bắt được. Dạ, dạ, bây giờ chắc có lẽ đi được xa xa xíu sẽ có cá mới cho cái nhà xe.